Vậy lý thuyết chúng ta như thế nào? Ok nhá. Một này, các em tập trung. Đó là tính chất của hàm số y bằng ax bình với a khác không. Vậy hàm số y bằng ax bình với a khác không thì có tính chất như thế nào? Các em tập trung cho thầy. Thứ nhất, nếu a lớn không. Em công nhận thầy này, với một giá trị thực a thuộc r mà khác không thì chỉ có hai trường hợp. Một là a lớn không, hai là a nhỏ hơn không. Vậy a lớn không thì như thế nào? Các em tập trung cho thầy. Các em chú ý nhé, a lớn không là đồng biến khi x lớn hơn không, tức là hàm đồng biến khi x lớn hơn không, nghịch biến khi x nhỏ hơn không. Y lớn hơn không với mọi giá trị x khác không, tức là nếu a lớn không này thì y lớn hơn không với mọi giá trị x khác không, và y bằng không khi x bằng không. Các em chú ý nhé, y bằng không khi x bằng không. Để minh chứng cho điều này thì các em tập trung lên đây cho thầy. Đây, giá trị nhỏ nhất của hàm số y bằng 0. Đó. Các em nhớ nhá, nếu a lớn 0 thì có 1 2 3 4. Điều này các em cần phải nắm được. Thứ nhất, đồng biến, nghịch biến. Thứ hai, y lớn 0 với mọi. 3, y bằng 0 khi x bằng 0. 4 là giá trị nhỏ nhất của thầy là y bằng 0. Và nếu a nhỏ hơn 0 thì thế nào?